Theo các nguồn tin của báo New York Times, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch ban hành nhiều hạn chế mới đối với đầu tư của nước này vào các ngành công nghiệp tiên tiến của Trung Quốc trong ngày 9 tháng 8 theo giờ địa phương. Đây là một động thái mà những người ủng hộ mô tả là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ, nhưng điều đó chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh khó chịu. Biện pháp này cũng là một trong những bước quan trọng đầu tiên mà Mỹ thực hiện trong cuộc xung đột kinh tế với Trung Quốc nhằm kiểm soát các dòng tài chính. Nếu được triển khai, kế hoạch này có thể tạo tiền đề cho nhiều hạn chế hơn đối với đầu tư giữa hai nước trong những năm tới. Nói với New York Times, các nguồn tin cho biết những hạn chế đang được tính tới sẽ ngăn cản các công ty đầu tư mạo hiểm và công ty cổ phần tư nhân rót vốn vào một số lĩnh vực công nghệ cao như điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn tiên tiến ở Trung Quốc. Điều này nhằm ngăn chặn việc chuyển nhượng dòng tiền và chuyên môn của Mỹ sang Trung Quốc. Kế hoạch mới cũng sẽ yêu cầu các công ty đầu tư vào một loạt ngành công nghiệp của Trung Quốc phải báo cáo về hoạt động đó, giúp chính phủ có tầm nhìn rõ hơn về trao đổi tài chính giữa Mỹ với Trung Quốc. Nhà trắng từ chối bình luận về thông tin trên, tuy nhiên các quan chức nhấn mạnh rằng những hạn chế hoàn toàn đối với đầu tư sẽ nhắm mục tiêu hẹp vào một số lĩnh vực có thể hỗ trợ quân đội hoặc nhà nước Trung Quốc, nhưng không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp với nền kinh tế số 2 thế giới. Chính quyền Tổng thống Biden gần đây đã tìm cách xoa dịu quan hệ với Bắc Kinh, cử Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và các quan chức hàng đầu khác hội đàm với những người đồng cấp Trung Quốc. Tuy nhiên, Washington cũng tiếp tục thúc đẩy các chuỗi cung ứng quan trọng để giảm thiểu rủi ro bằng cách phát triển các nhà cung cấp bên ngoài Trung Quốc. Song song đó, họ dần tăng cường các hạn chế đối với việc bán một số công nghệ nhất định cho Trung Quốc, bao gồm chất bán dẫn cho máy tính tiên tiến. Chính phủ Trung Quốc từ lâu đã hạn chế một số khoản đầu tư nước ngoài của các cá nhân và công ty. Các chính phủ khác chẳng hạn Hàn Quốc cũng có những hạn chế đối với các khoản đầu tư ra nước ngoài. Nhưng ngoài việc sàng lọc các khoản đầu tư của Trung Quốc, cho đến nay chính phủ Mỹ vẫn để yên cho dòng chảy tài chính giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong vài năm qua, đầu tư giữa Mỹ và Trung Quốc đã giảm mạnh khi hai nước gián đoạn các quan hệ kinh tế khác. Tuy nhiên, các công ty đầu tư mạo hiểm và công ty cổ phần tư nhân vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội sinh lợi cho quan hệ đối tác như một cách để tiếp cận ngành công nghệ sôi động của Trung Quốc.